Rồi, xin chào các bác. Ở video này để báo giá nhanh cho các bác hai chiếc âm ly đài rất hay và rẻ. Đầu tiên là chiếc âm ly đài của đây là dòng âm ly đài của châu Âu các bác nhé. Các bác lưu giữ em, đây là một dòng âm ly đài của châu Âu. Nó giống y hệt cái con âm ly đài mà cái máy của nó giống hệt luôn. Dòng này nó sử dụng những cái dòng linh kiện của châu Âu, tụ Rubicon các bác. Các bác có thể nhìn thấy ạ. Tụ Rubicon. Các bác rất là đẹp các bác nhé. Cái tiếng này đây các bác, cái tụ này tụ sản xuất tại Japan nhưng mà nó là dòng xuất sang thị trường châu Âu các bác. Negative các bác. Đấy. Đấy, Father Marconi đọc các bác rất là khó đọc các bác nhé. Là Marconi các bác gì, đây là tiếng Pháp các bác. Lưu ý đây là tiếng Pháp các bác nhé. Gever và Agut thì các bác. Bachet nó sử dụng một tiếng Pháp và chiếc âm ly nó đẹp như mới luôn các bác. Cái hồi gỗ của nó cũng đẹp như mới. Từ âm ly cho đến hồi gỗ nó đẹp, cực kỳ đẹp luôn đây các bác. Chiếc âm ly này thì xin bán cho các bác nhanh tay, bác nào nhanh tay một chiếc âm ly đài của sáu sắt xuất âm tụ, tụ Rubicon full hết, tụ Rubicon luôn. Tất cả tụ trên cái âm ly này toàn bằng tụ Rubicon các bác lưu giúp em nhé. Nên là tiếng của nó thì hay khỏi phải nghĩ luôn. Giá các bác nhìn thấy rồi, chỉ 6,8 triệu. Nãy em vừa tháo con âm ly này ra, cái chỗ góc này nó sắc quá các bác, nó mới quá, nó chọc vào tay các bác ơi. Đây ạ. Xước cả tay luôn các bác ơi nhé. Nhìn thấy không ạ? Chọc đứt tay luôn. Nó rất là mới các bác, sắt cạnh rất là mới luôn, nó mới đứt tay luôn, đúng dùng từ đẹp đứt tay các bác. Cực kỳ đẹp, điện 220V các bác nhá, lưu ý giúp em. Các bác nhìn nhóng nhánh bảy màu. Đánh bằng sò sắt các bác, bốn con sò sắt bọc chống nhiễu trong này. Cực kỳ đẹp. Nó hai cầu AB A cộng B các bác. Tiếng Pháp và volume. Lâu lướt nó ghi là con tun các bác, lâu lướt 35 các bác, đầy đủ hết tính năng FM 108, hoạt động hoàn hảo, chiếc âm ly đẹp xuất sắc. Nó sử dụng cái cầu đấu loa bằng cái kiểu của Đức các bác nhé, của dòng châu Âu. Em cho tặng sẵn cho các bác một đôi này và một cái kết nối của nó đây, kết nối đường của nó bằng kiểu như âm ly châu Âu toàn như vậy thôi. Và âm ly này em xin để các bác giá 6,8 triệu và một chiếc âm ly Pioneer SX414 nữa, một con âm ly xuất âm tụ rất rẻ của Pioneer, cực kỳ đẹp các bác nhìn đấy. Rất là đẹp luôn, đẹp như mới luôn, không thua kém gì là hàng mới cả. Con âm ly này thì xin để các bác giá là 4,500,000 đồng, bắt đầu nhanh tay lấy những chiếc âm ly đài đẹp như mới của bọn em để các bác giá rất là rẻ để dọn nhà các bác nhé. Có mấy con âm ly đài rất là rẻ các bác chơi, cái hồi gỗ này đẹp như mới luôn. Đây là dòng âm ly này thì nó đánh xuất âm tụ rất là hay các bác nhé, mặt FM. Dòng này thì FM đến 90 được các bác. Sơn nhắc cắm giúp anh cái em. Dòng này thì FM90 được các bác. Hai máy liên tục, một máy để quay video để tải lên các bác, một máy này lại quay video tiếp, liên tục vừa quay vừa tải lên các bác. Lưu ý giúp em là đôi khi các bác gọi điện nửa đêm này bọn em không nhấc máy được, hãy nhắn tin cho em. 110 điện 100 em. Đó các bác, rất là đẹp các bác nhá. Những chiếc âm ly này dòng âm ly xuất âm tụ, nó cực kỳ đẹp luôn, mà giá nó chỉ có 4,500,000 đồng các bác, nhanh tay, đẹp như mới luôn các bác. Rất là đẹp. Pioneer SX414, một chiếc âm ly rất là rẻ cho các bác chơi. Nó đẹp không phải nghĩ luôn. Cực kỳ đẹp. Và đánh hai cầu AB, A cộng B, 4 đến 16 ohm các bác nhá. 4 đến 16 ohm, rất tốt, đánh ghép được rất nhiều loa. Chiếc âm ly này chỉ 4,5 triệu thôi, đánh được rất nhiều loa hay, đánh vào loa Mỹ cổ, loa của Nhật cổ, hay những dòng loa Bookshelf, những dòng loa mà kiểu như Bèo Vốc này các bác, đánh tuyệt vời luôn. Hiện nay vẫn còn 4-5 đôi Bèo Vốc nữa các bác, nhanh tay chọn. 4,5 triệu các bác nhá, một chiếc âm ly đài rất đẹp. Các âm ly ở dưới thì dòng xuất âm tụ bật lên là bụp một phát các bác. Đó các bác, dòng xuất âm tụ đặc trưng bật lên bụp một phát, dòng này cũng thế. Và đây, âm ly đài, toàn những con mặt đài rất đẹp các bác nhé. Giá 6,8 triệu. Con âm ly ở dưới em vừa lên video bán 7,3 triệu rồi. Các bác có thể chọn 3 con âm ly đài này, rất là đẹp các bác. Rồi em xin dừng video tại đây, xin kính chào các bác. Các bác nhắn tin cho em nhé.